Hôm nay tao phải xử lý mày. Cái đồ thủ đoạn, cái loại hai mặt. Chị Tuyết, tại sao chị lại đối xử với em như vậy? Tại sao chị lại bảo em thủ đoạn hai mặt? Mày không phải ra vẻ. Tao biết hết mọi chuyện rồi. Mày đúng là cái loại âm mưu khốn kiếp. Mày định lấy hết tài sản của tao á? Không dễ thế đâu. Không, chắc là chị hiểu lầm gì rồi. Em không cướp và không muốn cướp thứ gì của chị cả. Mày còn chối à? Hôm đó mày với bố nói chuyện, tao đã nghe thấy hết rồi. Bố nói bố sẽ trao hết tài sản cho mày. Nếu như ngày hôm nay tao không nhân cơ hội bố đi nước ngoài mà xử lý mày, thì sau này tao tay trắng ra khỏi cái căn nhà này à? Chị định làm gì? Chúng ta là chị em cơ mà. Chị cứ bình tĩnh lại, đợi bố quay trở về rồi nói ạ. Tao không ngu mà đợi bố về. Trời ạ, điện thoại, máy tính chị Tuyết đã tịch thu hết rồi. Chỉ còn cách này thôi. Con Tuyền đang ở trong phòng ấy. Cậu vào xử lý nó cho tôi. Nhớ phải làm cho sạch sẽ vào. Đừng để người ta tra ra dấu vết. Được. Đi đi. Cô gì ơi? Cô gì ơi? Cô làm sao không? Đây là đâu? Cô tỉnh rồi à? Anh là... Cô uống đi. Suýt chút nữa cô đâm vào xe tôi. Nhưng mà sợ quá cô lại ngất đi. Sau đó tôi đưa cô vào viện. Lúc được xuất viện tôi chẳng biết nhà cô ở đâu cả, nên đưa cô về đây. May quá. May lại không biết nhà tôi. Anh mà đưa tôi về nhà thì coi như tôi toi đời rồi. Sao lại vậy? Tôi bị chị gái hại. Vì chị ấy hiểu nhầm là bố chuyển hết quyền thừa kế cho tôi. Cho nên tôi sợ quá mới bỏ trốn. Nếu bây giờ tôi về nhà, chắc chắn chị ấy sẽ không tha cho tôi. Hiện tại tôi không có bất cứ bằng chứng nào để tố cáo chị ấy cả. Bây giờ chỉ có thể trốn đi đâu đó, chờ bố tôi từ nước ngoài trở về mà thôi. Vậy cô hãy gọi cho bố cô đi, báo cho ông ấy mau về sớm. Bố của tôi đang phải trải qua một cuộc phẫu thuật quan trọng. Tôi vốn muốn đi theo ông ấy, nhưng mà ông ấy lại không đồng ý. Tôi không thể khiến bố tôi lo lắng thêm cho mình nữa. Tôi sẽ tìm tạm nơi nào đó để sống và chờ ông ấy quay trở về. Dạ alo mẹ, con nghe đây ạ. Bây giờ mẹ bảo cái Vân sang nhà con. Con cứ liệu hồn cư xử cho đàng hoàng, rồi xác định yêu đương với nó đi. Đừng để đến lúc mẹ ép con cưới cái Vân. Khi đó con không xong với mẹ đâu. Mẹ ơi, không được đâu ạ. Nếu con chịu kiếm người yêu thì mẹ đâu có phải khổ như vậy hả? Bây giờ, một là cái Vân, hai là kiếm người yêu về đây cho mẹ, thì mẹ sẽ không ép con nữa. Quyết định vậy nhá. Bây giờ mẹ bảo con chỉ cần có người yêu là mẹ không bắt ép con nữa đúng không? Dạ vâng, con biết rồi ạ. Sao thế? Sao anh lại nhìn tôi? Chuyện là mẹ tôi ép tôi cưới một người mà tôi không thích. Sao mẹ tôi còn nói nếu mà tôi có người yêu thì sẽ không ép tôi nữa. Nể tình chúng ta có duyên gặp nhau, cô có thể nào giúp tôi được không? Ý của anh là tôi đóng giả làm người yêu của anh á? Chuyện này cứ như trên phim ấy nhở? Thôi được rồi, vì anh cứu tôi một mạng nên tôi sẽ giúp anh chuyện này, coi như là trả ơn anh. Tốt quá,
Vậy để tôi thông báo với mẹ tôi. Khoan đã, hiện tại tôi không có điện thoại, lại quên mang theo thẻ ngân hàng. Anh có thể nào mua giúp tôi một cái điện thoại được không? Sau này tôi sẽ trả lại cho anh sau. May quá, tôi vừa mua thêm một điện thoại nhưng mà chưa dùng tới. Cô cứ cầm lấy dùng đi, coi như là tôi tặng cô, đừng ngại. Tôi cảm ơn anh ạ. Thôi được rồi, cô nghỉ ngơi đi, có gì thì cứ gọi tôi. Từ hôm nay không khí lạnh ở Bắc Bộ suy yếu nhanh nên tại khu vực Đông Bắc Bộ anh Phan Anh có xu hướng tăng lên. Vân, em làm gì vậy? Thật ra là em định đến đây để bồi đắp tình cảm với anh, nhưng mà bác gái bảo là anh có bạn gái rồi, nên là em sẽ đến đây ở để kiểm tra. Nếu như hai người thật lòng với nhau thì em sẽ bỏ cuộc. Mà đây là bạn gái của anh à? Chào cô. Em lên nhà trước nhé. Chết rồi, phải làm sao bây giờ? Anh Phan Anh. Vân, sao em không gõ cửa? Em lạ giường, em không ngủ được. Em muốn Tuyền sang ngủ cùng em. Không được, Tuyền không đi được. Sao lại không đi được? À, anh ngủ với Tuyền quen rồi. Không có cô ấy, anh lại không ngủ được. À, đúng rồi. Nếu như không có anh Phan Anh thì tôi cũng không ngủ được. Cô thông cảm nhé. Cô chịu khó ngủ một mình đi. Nếu như mà cô cảm thấy không ngủ được thì cô dọn ra ngoài thì hơn đấy. Không, tôi sẽ không dọn đi đâu hết. Hết cả hồn. Không ngờ cô ấy lại nghĩ ra cả cách này nữa. Đâm lao thì phải theo lao thôi, đâu có cách nào khác đâu. Đúng vậy. Thôi, bây giờ cô ngủ ở trên giường đi, tôi sẽ ngủ dưới đất. Nhưng mà hôm nay lạnh lắm, anh nằm dưới đất, nhỡ bị ốm thì làm sao? Với lại, nhỡ Vân vào vô tình nhìn thấy. Nói tóm lại, lánh cứ nằm trên giường đi, chúng ta lấy gối rồi chia làm đôi. Cũng được. Cô ngủ đi. Anh cũng ngủ đi. Chuyện này... Anh Phan Anh ơi! Anh dậy đi làm đi, em nấu ăn sáng cho anh rồi đấy. Vân à, sao cô dậy sớm thế? Chẳng dậy sớm thì không à. Ai như cô, ngủ trưng thây trưng xác đến bây giờ mới dậy. Tại vì anh Phan Anh không muốn tôi dậy sớm. Bình thường toàn là anh ấy nấu đồ ăn sáng cho tôi thôi. Bởi vì anh ấy không muốn tôi vất vả. Cô... Triệu like cho cô, nảy số, xử lý tình huống như thần. Thôi, cô ở nhà nhá, tôi đi làm đây. Trời ạ, sao tim mình lại đập nhanh thế này chứ? Tôi đã tìm được địa chỉ của cô Tuyền.
Cô ta có một chị gái cùng cha khác mẹ. Cả hai đang có cạnh tranh về thừa kế nên cách đây không lâu, Tuyền đã rời khỏi nhà. Tôi cũng đã giúp cô hẹn Tuyết rồi đó. Cô dám cướp Phan Anh của tôi thì tôi sẽ cho cô một bài học. Trời, cô là người hẹn tôi đúng không? Đúng rồi, mời chị ngồi. Tôi có chuyện muốn nói với chị. Thật không ngờ, nó lại trở thành bạn gái của chủ tịch tập đoàn ABA. Bây giờ tôi muốn ra tay với nó lại khó hơn rất nhiều rồi. Chỉ cần cô giúp tôi chia rẽ tình cảm giữa Tuyền và anh Phan Anh thôi. Khi đó nó có ra sao thì anh Phan Anh cũng không bận tâm nữa. Thực ra chuyện này cũng không phải là không có cách. Chị có cách gì à? Mấy ngày hôm nay tôi đã chứng kiến cô và anh Phan Anh tình cảm với nhau rồi. Tôi đã từng nói nếu như hai người thật lòng với nhau thì tôi sẽ rút lui mà. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn mời cô cốc nước, coi như là chúc phúc cho hai người. Cảm ơn cô. Cô uống đi. Ừ. Sao vậy? Sao nhìn cô căng thẳng thế? Đâu, tôi căng thẳng gì đâu. Cô uống đi. Nước này có vấn đề gì sao? Tôi không uống đâu. Tôi bảo là cô uống đi mà. Ngạc nhiên chưa cô em yêu quý? Em uống ly nước đó có phải đỡ bị dùng vũ lực không? Biết làm gì chưa? Đưa cô ta đi nhanh đi. Đừng để ai nhìn thấy. Mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo. Alo anh Phan Anh ơi, anh về nhà nhanh đi. Bây giờ em không thấy Tuyền đâu cả. Tủ hồ sơ của anh cũng bị mở ra rồi. Được được, để anh về ngay. Vâng ạ. Vân. Anh đây rồi. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại không thấy Tuyền đâu? Mà chuyện hồ sơ là sao? Anh đi vào phòng ngủ của anh mà xem. Tủ hồ sơ của anh đã bị mở ra rồi. Và những hồ sơ quan trọng của anh đã bị mất. Bây giờ Tuyền thì cũng không thấy đâu cả. Em có check lại cam, nhưng mà cam đã bị cắt trước đó rồi, nên không có dữ liệu gì cả. Không, không thể nào. Bây giờ anh thử liên lạc cho người nhà của Tuyền xem. Có khi nào Tuyền nó là người của công ty đối thủ gài vào không anh? Anh Phan Anh, đây là Tuyết, chị gái của Tuyền ạ. Chào anh, tôi có nghe Vân nói qua về tình hình. Đứa em gái này của tôi quả là một lời khó nói hết. Ăn trộm ăn cắp quen thói. Đã mấy lần nó lừa bán tệp khách hàng của công ty bố tôi, bị bố tôi phát hiện nên đuổi ra khỏi nhà. Chắc là vì thế nên nó mới chạy tới đây để lừa anh. Sao có thể chứ? Cô ấy hiền lành và chân thành lắm mà. Nó rất giỏi lừa người. Tôi là chị gái của nó, tôi hiểu rất rõ. Nó còn đi bịa đặt ở bên ngoài rằng tôi muốn hãm hại nó, hòng cướp tài sản nữa cơ. Không biết nó có nói với anh như vậy không? Có, cô ấy có nói với tôi như vậy. Em không ngờ cô ta lại độc ác như thế. Nhất định em phải cho cô ta một bài học. Tôi là chị gái của Tuyền. Tôi không hề muốn con bé vướng vào vòng lao lý. Tôi chỉ mong sao anh giơ cao đánh khẽ. Tôi sẽ đi tìm và dạy bảo con bé. Trước mắt tập đoàn của anh chưa có thiệt hại gì đúng không? Đúng vậy, nhưng cần phải tìm thấy Tuyền càng sớm càng tốt. Tôi muốn nghe chính miệng cô ấy nói ra. Anh yên tâm, tôi sẽ đi tìm con bé. Chào anh, chào cô. Không, anh không tin. Tuyền không phải là người như thế. Nhưng mà cô ta... Đừng nói nữa, bây giờ em về nhà em trước đi. Anh muốn yên tĩnh một mình. Thôi được rồi, có gì thì anh nhớ gọi cho em nhé.
Cứu. Sao lại là cứu? Có khi nào chuyện này có ẩn khúc? Cậu mau điều tra lịch trình của cô Vân mấy ngày hôm nay cho tôi. Cử người theo dõi cô ta. Đây là chuyện quan trọng, không được nói cho ai biết chưa? Cô không cần phải dọa chúng tôi. Cô cứ lo cho bản thân của mình trước đi đã. Chị Tuyết, em là em gái của chị mà. Đối với tao, chỉ có tài sản là quan trọng nhất. Gia đình chẳng là cái thá gì cả. Chị bị điên rồi. Làm đi. Đừng quên. Thả cô ra. Anh Phan Anh. Anh. Các đối tượng chú ý, căn nhà đã bị bao vây. Mau thả con tin vào đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Các đối tượng chú ý, căn nhà đã bị bao vây. Anh Phan Anh. Mau thả con tin vào đầu hàng. Sao anh có thể làm như thế với em? Em dám ra tay với Tuyền. Một hành động độc ác như vậy, em nên biết sẽ có ngày hôm nay. May là Tuyền chưa bị làm sao. Nếu không em sẽ không có ngày ra tù đâu. Nếu như anh ép em sẽ phát tán hồ sơ mật của tập đoàn ABA ra ngoài. Anh mau chia tay cái Tuyền cho em đi. Đừng mù quáng nữa. Anh sẽ không bao giờ có tình cảm với em đâu. Kể cả bây giờ em phát tán hồ sơ mật, anh cũng sẽ không làm theo yêu cầu của em. Anh thích cô ta đến thế à? Được. Được lắm. Các người đi theo chúng tôi. Tuyền, anh xin lỗi. Chứ chút nữa là anh tới muộn rồi. Em cảm thấy sợ lắm. Chỉ một chút nữa thôi là em không thoát ra được rồi. Mà sao anh lại tìm được em? Điện thoại của em giờ khe ghế. Anh thấy có tin nhắn soạn giờ. Anh đoán rằng em đã xảy ra chuyện. Bởi vì anh tin em sẽ không giở trò cướp hồ sơ mật của tập đoàn anh. Hồ sơ mật gì nữa à? Là Vân đã lấy trộm rồi vu oan cho em để khiến anh ghét em. May là hồ sơ mật chưa bị phát tán ra ngoài. Công an sẽ thu hồi lại sớm thôi, không sao cả. Trời ạ, sao Vân phải làm như vậy? Có lẽ là Vân ghen, vì đã nhận ra là anh thích em thật rồi. Mới có một ngày không được gặp em mà anh cảm giác như mình điên lên vì lo em xảy ra chuyện. Chúng ta hãy yêu giả thành thật được không?